trong thời đại ngày nay người già rất đáng thương nên biết rằng ta tuy đang khỏe mạnh nhưng không bao lâu sẽ phải già nếu lúc trẻ không tỉnh thức thì về già sẽ thế nào trong quá khứ con cái có nghĩa vụ phải cung phụng cha mẹ lúc về già có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ lúc lớn tuổi không thể không cung phụng vì cung phụng cha mẹ là báo ân xã hội hiện tại không coi trọng việc này trung quốc học theo các nước khác không còn người cung phụng cha mẹ Các quốc gia 16 tuổi được xem là đủ quyền công dân Tôi cũng có một thời gian khá dài ở Mỹ Thiếu niên 16 tuổi ở quốc gia này đã đủ quyền công dân Có thể nói 16 tuổi là cha mẹ chúng có thể không ràng buộc được chúng rồi Nó muốn đi đâu cứ đi Vì 16 tuổi là tuổi thành niên Khi tôi đang ở Mỹ Trong đạo tràng chúng tôi Có một người Trung Quốc Đến tham dự khóa tu Con của ông này bỏ nhà ra đi Ông đi báo cảnh sát Cảnh sát hỏi ông Con bạn bao lớn 18 18 tuổi mà ông còn quản lý nó ư 16 tuổi Đã không còn chịu sự quản lý của gia đình Đàn này nó đã 18 tuổi đây là xã hội ở Mỹ Trên thực tế Rất nhiều con cái Sau khi bỏ nhà đi Suốt đời không còn gặp lại cha mẹ nữa Cả một năm Tết nhất Nhận được thiệp chúc Tết Họ vui khôn tả Anh xem Con cái hay còn nhớ đến tôi Bởi thế Hoàn cảnh người già ở Mỹ Rất đáng thương Cha mẹ nào không yêu thương con cái Nhưng tiếc thầy con cái không hiểu được lòng cha mẹ Không hiểu được công ơn dưỡng dục của cha mẹ Người xưa có câu Đến lúc bạn nuôi con Mới hiểu được lòng cha mẹ Nhưng người nước ngoài đến lúc nuôi dạy con cái họ vẫn không hiểu được công ơn cha mẹ vì họ không có hệ thống luân lý đạo đức nhân quả đó là tình cảm xã hội ngày nay vì vậy chúng ta có thể đoán ra nguyên nhân biến động của xã hội hiện tại Chúng ta cũng thấy được Nguyên nhân của những tai họa xảy ra Trên địa cầu chúng ta đang sống Và chúng ta cũng biết được Những phương pháp để phòng tránh Nhưng khổ nổi Một số người không tin Họ không tiếp nhận các nhà khoa học chỉ nghiên cứu trên phương diện vật lý họ không hiểu tâm lý rất ít những nhà khoa học thực sự phát hiện những hiện tượng vật lý là do ý niệm biến hiện ra người am hiểu điều đó cũng không nhiều không phải ai cũng nắm rõ ý niệm là nền tảng của tất cả vật chất vậy nên rất có lý khi phật nói cảnh tùy tâm chuyển vừa có căn cứ khoa học cảnh giới đúng là chuyển biến theo tâm chúng ta giúp đỡ chúng sinh thoát khổ đồng thời giúp họ được vui vừa rồi tôi đã đề cập đến thứ nhất là trẻ em nếu biết giáo dục các bạn trẻ sẽ là nhân tài cho xã hội trong tương lai Khi người trẻ đã giác ngộ Thì xã hội sẽ được cứu vãn Nếu người trẻ vẫn còn mê lầm Thì xã hội đó đã băng hoại Hoàn cảnh người già đáng thương Nuôi dưỡng con cái Nhưng con cái lại bất hiếu Không đoái hoài đến cha mẹ Thậm chí Không ngón ngàng đến cha mẹ ăn ở ra sao Những hạng người như thế này Thậm chí đang chiếm số đông trong xã hội ngày nay Họ ghét bỏ cha mẹ Coi thường người lớn tuổi Đây là việc làm đại bất hiếu những người này họ không hiểu biết ta nói chuyện với họ họ hoàn toàn không hiểu họ không tiếp thu bởi thế phần đông những người lớn tuổi lúc về già thường đến ở trong những viện dưỡng lão tôi đã có dịp tham quan rất nhiều viện dưỡng lão Trước đây Lúc tôi độ năm 60 tuổi Muốn tìm hiểu những nơi như Viện dưỡng lão hay dạy trẻ Bởi thế Mỗi lần đến một quốc gia nào Nhất định Tôi phải đến thăm những nơi Như cơ sở phúc lợi cho người già Hay thăm viện dưỡng lão Những năm đầu Hệ thống viện dưỡng lão ở Mỹ còn tạm được Tổ chức khá tốt Lúc bấy giờ kinh tế Mỹ đang phát triển Nhưng nghe những năm gần đây đã bắt đầu tuột dốc Công tác dưỡng lão ở các địa phương chắc chỉ có australia là ổn hơn cả nhưng cũng chỉ tạm được về mặt vật chất còn đời sống tinh thần thì hầu như vắng bóng các cụ già ở đó làm gì mỗi ngày ngồi ăn chờ chết tôi nghĩ tinh thần các cụ những nơi như ở viện dưỡng lão không bao giờ cảm thấy thoải mái vì sao vì họ không muốn nói chuyện Mỗi ngày ngồi đờ đẫn nơi đó Đúng như câu người Trung Quốc thường nói Ngồi ăn chờ chết Ở viện dưỡng lão Hình như một hai ngày là có người mất Ngày nào cũng chứng kiến cảnh này Lại nghĩ một ngày không xa Sẽ đến lượt mình Xoay vòng đến mình Quý vị xem Tâm lý các cụ nhiều đau khổ Nhiều buồn tuổi như thế Còn về trong tất cả pháp môn niệm Phật Mong cầu rất đơn giản Đơn giản dễ thực hiện Đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất Chí ổn đương giả An ổn nhất Không gì hơn tín nguyện Chuyên trì danh hiệu niệm danh hiệu phật a di đà lại nói a di đà phật là vạn đức hồng danh lấy danh để gọi đức không lúc nào hết ý câu này rất sâu sắc tuy thâm thúy nhưng tôi tin những người đồng học có thể hiểu được có thể đón nhận được vì sao vì chúng ta đã nghe đã học tập trải một thời gian dài chúng tôi khẳng định không chút hoài nghi rằng danh hiệu a di đà phật đích thực là vạn đức hồng danh triển khai danh hiệu này Chính là Kinh giáo do tất cả Phật Như Lai trong ba đời mười phương nói ra Một câu có thể bao hàm tất cả Câu danh hiệu này Cũng thu nhiếp đầy đủ Tám vạn bốn nghìn pháp môn vô lượng pháp môn. Quý vị niệm một câu A Di Đà Phật là có thể niệm được tất cả Phật pháp. Không sót điều nào. Niệm một câu A Di Đà Phật là có thể niệm được vô lượng vô biên chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương. Tất cả đều có mặt trong đó. Hai cuốn lớn nhỏ đều nói đến Chư Phật Mười Phương khen ngợi Di Đà Chư Phật Mười Phương Sừng Phật A Di Đà Là Quang Trung Cực Tôn phật trung chi phương tức cực tôn trong các thứ ánh sáng vua của chư phật mười phương các chư phật như lai không ai là không quyền chúng sinh niệm phật cầu sinh thế giới cực lạc ở phương tây quả thật không đáng nể sao Sự thù thắng không gì sánh được Của việc niệm một câu A-di-đà Phật Quả là không thể nghĩ bàn Lấy danh chiều đức Dùng danh hiệu này Để tìm cầu các thứ công đức Đức ở đây bao gồm tu đức, tánh đức, tu đức tánh đức thường đến nói cách khác bạn đã viên mãn rồi vì thế chấp trị danh hiệu là chánh hành người tu nhất định phải nắm rõ ta chỉ niệm phật chỉ một câu danh hiệu phật không cần phải tham cứu hay quán tưởng vì niệm phật có bốn loại quán tưởng niệm phật quán tưởng niệm phật thật tướng niệm phật tất cả những thứ này đều không cần chỉ trì danh niệm phật khi đã niệm đến độ tương ưng thì ta được cả bốn thứ niệm phật tham cứu là thiền tông giáo môn không cần đến quý vị chỉ cứ một câu danh hiệu phật mà niệm bạn xem cực kỳ đơn giản đơn giản nhất dễ dàng nhất con đường ngắn nhất đó là con đường nhanh nhất để bước lên quả vị phật đó không phải bồ tát đạo không phải thanh văn đạo không phải duyên giác đạo lại càng không phải thiên đạo đó là con đường bước lên quả vị phật là con đường phiên mãn rốt ráo Của tất cả Pháp thế gian và suốt thế gian Ta có thể không tu sao Ta không cố gắng để thực hiện sao Trải qua 60 năm tu tập Tôi đã tin càng học càng tin càng học càng không nghi ngờ càng học càng vững vàng thậm chí trước đây tôi còn muốn học tấm gương đại sư liên trì đại sư liên trì là một người học rộng biết nhiều về cuối đời ngài buông bỏ tất cả chỉ còn lại một bộ kinh di đà và một câu a di đà phật tôi cũng muốn buông bỏ tất cả cả đời học một bộ kinh nhưng lúc đó Thầy tôi vẫn chưa truyền bộ kinh đó cho tôi Mà truyền cho tôi cuốn Di Đà Kinh Yếu Giải Tôi muốn cả đời chỉ học Và giảng Yếu Giải Sau này thầy truyền bộ kinh này Thấy nó tôi mừng lắm Thôi không giảng Kinh Hoa Nghiêm Mặc dầu đã giảng được một nửa Tôi tập trung vào giảng Kinh Vô Lượng Thọ Đã giảng được 10 lần Ban đầu tôi muốn cả đời mình Sẽ tập trung giảng mỗi một bộ Kinh này Nhưng gặp ba người Thứ nhất là Pháp Sư Khai Tâm Người Đài Nam, Đài Loan đã vãng sinh rồi à, mỗi lần gặp đều khuyên tôi giảng kinh hoa nghiêm rất khẩn thiết lắm ngài bảo tôi nếu thầy không giảng kinh hoa nghiêm sợ sau này không có ai giảng nữa tôi cảm kích lắm nhưng vẫn không đau lòng lần thứ hai gặp lão cư sĩ hoàng niệm tổ tại bắc kinh ông cũng khuyên tôi giảng kinh hoa nghiêm ý cũng giống pháp sư khai tâm tôi vẫn không biến chuyển cuối cùng khi hàng quán trưởng vạn sinh hai huynh đã khẩn thiết mong tôi giảng một lần hoa nghiêm Thu đĩa cho những người sao tham khảo Lần này tôi đồng ý Với hy vọng bệnh bà sẽ thuyên giảm, Nhưng không ngờ Hai hôm sau thì bà vãng sinh Do ba vị đại đức cầu thỉnh vì thế tôi ở tại singapore mấy năm cùng chuyện trò với cư sĩ lý mộc nguyên cư sĩ lý mộc nguyên rất mừng thay mặt ba vị đại đức cầu thỉnh còn xây hai ngôi tháp tháp hoa nghiêm để đánh dấu lần giảng kinh hoa nghiêm Chúng tôi giảng đến hơn 4.000 giờ Được độ khoảng 1 phần tư Còn lại 3 phần tư Tính theo cách giảng của tôi Thì phải mất 20.000 giờ mới xong Đó là một bộ kinh rất lớn Thanh minh năm ngoái Thấy tai nạn ngày càng xảy ra nhiều hơn Và nghiêm trọng hơn Vì thế chúng tôi quyết định tạm ngừng việc giảng kinh hoa nghiêm Để giảng bộ kinh này Vì sao? Vì muốn cứu nạn Đây là bộ kinh cực kỳ đơn giản dễ thực hiện Là con đường ngắn nhất Viên đốn Chỉ cần tính nguyện trì danh Là có thể cứu chính mình Cứu xã hội Cứu quả đất Theo tính toán Giảng bộ kinh này Mức độ 1.200 giờ Đến giờ này thì chúng ta đã sắp được 800 giờ Nếu giảng xong bộ kinh này Mà Phật A-di-đà vẫn chưa đến tiếp dẫn Thì tôi sẽ tiếp tục giảng bộ hoa nghiêm nếu giảng lại kinh hoa nghiêm tôi sẽ không giảng theo lối như trước mà chỉ chọn lọc một số đoạn quan trọng nhất trong bộ hoa nghiêm để giảng những đoạn thông thường chỉ cần đọc là hiểu thì chúng tôi sẽ không nói nữa chỉ giảng những đoạn đặc sắc như thế chúng ta có thể rút ngắn thời gian viên trung sao viết những gì trong kinh dạy kinh ở đây là kinh a di đà do đức phật nói người phàm phu mới phát tâm nói được là có thể niệm được có miệng là bạn có thể niệm sưng tức là đọc ra có tâm là có thể niệm đây nói về trong tâm có phật miệng đọc ra tiếng danh hiệu phật đều có thể tu được đây là nói về sự dễ dàng những người phàm phu mới phát tâm giống như chúng ta gặp ông chu quảng đại đây gọi là phàm phu mới phát tâm Trước khi mất ba ngày mới được nghe Có nghĩa là trước khi mất ba ngày mới tiếp xúc với niềm tin tôn giáo Gặp được Phật giáo Gặp được tịnh Tông Chúng ta nói về Pháp môn niệm Phật Ông ta liền tiếp thu, tin theo Đều có thể tu được nên biết những điều kinh này dạy Là cực kỳ đơn giản và dễ dàng Pháp môn dễ nhất, đơn giản nhất Nếu chấp trì danh hiệu Không kể rảnh rang hay vận biểu Không kể động tình, đi đứng, nằm ngồi Đều có thể tu được Đoạn này muốn nói gì? Phương pháp tu tập Rất đơn giản Không kể cuộc sống hàng ngày của quý vị Bận biệu hay rảnh rang Không kể động hay tịnh Quý vị ngồi để niệm Phật Niệm Phật khi đang đi Hay tản bộ cũng được bất cứ thời gian nào hay nơi chốn nào chỉ cần không suy nghĩ không phải vấn đề suy nghĩ thì có thể niệm được hết trừ phi lúc ngủ suy nghĩ thì có thể không niệm còn lại lúc nào cũng có thể niệm đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm quý vị khi nằm nghỉ thì không cần thành tiếng cứ niệm thầm bởi vì khi nằm mà niệm thành tiếng thì tổn khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nằm trên giường chỉ nên niệm thầm là tốt nhất quý vị thấy thấy đơn giản không nên biết những vị kinh này dạy Kinh Di Đà đã khai thị cho chúng ta Nải chí tiệp Tiệp là nhanh Không có pháp môn nào có thể thành công nhanh hơn Ngắn nhất, ngắn là đường tắt là con đường ngắn nhất cho người phàm phu thành phật quý vị có thể thành công bằng con đường ngắn nhất pháp tức phương pháp môn là con đường là con đường pháp môn nhanh nhất ngắn nhất phương pháp thành phật con đường thành Phật Pháp môn xưng danh hiệu Đây chính là niệm danh hiệu Phật a di Đà. Đây là một Pháp tu Không kể hiền hay ngu không luận nam hay nữ người giàu kẻ nghèo dù sang hay hèn đều có thể tu nó không lựa chọn đó là pháp bình đẳng bạn là thánh hiền cũng được bạn là người ngu si cũng không sao nam cũng được nữ cũng tốt bần cùng cũng tu được giàu sang cũng có thể tu sang là người có địa vị xã hội hèn là người dân đen không kể giàu nghèo sang hèn đều có thể tu Tìm đâu ra một pháp môn như thế à, Nếu tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn Đều chỉ cần những điều kiện như thế Thì rất nhiều pháp môn phải bị đào thải Chỉ có trì danh niệm Phật là đầy đủ nhất Nên biết những điều kinh này dạy Kinh ở đây là tiểu bổn kinh di đà Đương nhiên tiểu bổn như vậy Thì đại bổn cũng không ngoại lệ Đại bổn, tiểu bổn đều là một bộ kinh Một bên nói rất đơn giản Một bên nói chi tiết Với phần tử trí thức Những người ngày nay thì chi tiết hơn nếu không nói chi tiết sợ họ không hiểu không thể tiếp thu kinh di đà có thể dẫn dắt những người có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên còn đối với những người phước đức thì căn ít hơn một chút thì có kinh vô lượng thọ họ nghe kinh vô lượng thọ những người này sẽ tin ngay nè là pháp môn thu nhiếp rộng nhất nhiếp thọ chúng sinh có thể nói đây là đương cơ của pháp môn này phù hợp với những người đủ điều kiện tu pháp môn này rất nhiều có thể không tìm ra một người Tìm không ra người không phù hợp Với một pháp môn như thế Ai ai cũng có thể tu Ai ai cũng có thể vãng sinh Ai ai cũng có thể thành Phật Ngay trong đời này Có thể tìm được không? Rất khó Điều này chúng ta không thể không biết Chúng ta không thể không cố gắng học tập Các pháp môn trong 8 vạn bốn ngàn pháp môn khác Không chắc chắn thành tựu Chỉ duy nhất pháp môn này thôi Đúng như lời của Pháp Sư Thiện Đạo nói Vạn người tu thì có vạn người vãng sanh Chúng ta phải tin câu nói này chỉ cần không làm trái với tâm Bồ Đề Bạn phải tùy thuận tâm Bồ Đề Nhất hướng truyền niệm Thì bạn nhất định sẽ thành công Trong tất cả các kinh Các pháp môn Nếu nói đến nhiếp cơ thực sự thực hiện được rộng lớn nhất thì chỉ có bộ kinh này ngoài bộ kinh này ra bạn không tìm thấy ở bộ thứ hai những người học Phật đều biết hai câu này đó là siêng tu giới định huệ tham sân si liền mất quý vị xem tham sân si mạng nghi biến mất ngay vấn đề đã được giải quyết vấn đề cá nhân được giải quyết vấn đề xã hội được giải quyết cả vấn đề tai họa của trái đất cũng được giải quyết thật tuyệt vời vì thế câu thứ hai nếu quý vị không làm tâm mọi người yên ổn thì không thể phát khởi được lòng từ bi Yếu tố thứ ba của tâm Bồ Đề đó là từ bi. Nội dung của nó là cung kính cúng dưỡng tự thân tâm. Yếu tố này thuộc về tham. Tham gì? Tham muốn được cung dưỡng, muốn được người khác kính nể. Trong lòng tham cung kính đó đã có tâm cao ngạo, trong lòng tham được cúng dường đã bao gồm mong muốn được yêu mến có tham sân si đầy đủ tham sân si bởi thế nó gây trở ngại tâm bồ đề sâu xa trong việc trở ngại tâm bồ đề không làm an tâm cho chúng sanh là chướng ngại Tâm đại bi trong tâm bồ đề đó là tâm từ bi Tâm mình tham trước bản thân Tham trước bản thân Là chướng ngại tâm chân thành Làm cho tâm bồ đề không hiển lộ được nếu làm ngược lại tất cả những hành động trên Thì tâm Bồ Đề Có thể hiển lộ được Tiếp theo An Lạc Tập nói Bồ Tát xa lìa ba pháp Trái ngược với tâm Bồ Đề như thế Đoạn trước chúng ta đã nói đến rồi Xa lìa là chúng ta buông bỏ ba trạng thái tâm đó Là quý vị liền được ba loại tùy thuận Pháp môn Bồ Đề Quý vị liền được ba thứ tùy thuận Ba thứ đó là gì? Ở dưới nói với chúng ta Thứ nhất Tâm thanh tịnh vô nhiễm Đây chính là cội gốc tâm Bồ Đề Căn bản của tâm Bồ Đề Chính là lòng chân thành Không cầu niềm vui cho chính bản thân trong tứ đức của hoàng nguyên quán câu thứ tư nói chịu thay cái khổ của mọi người khi người khác khốn đốn ta phải thay họ chịu cái khổ đó nên gánh vác thay họ không được không ngó ngàng đến Không được, chỉ lo cho bản thân. Như thế mới có thể chịu khổ thay cho mọi người. Nếu trong mỗi suy nghĩ không quên cầu niềm vui cho mình thì việc này khó mà thực hiện được. Bồ đề là nơi thanh tịnh, không ô nhiễm. nếu tự cầu an lạc cho riêng mình thì đã trái với cửa bồ đề bởi thế phần trước chúng ta đã nói ba thứ trái với cửa bồ đề tức là đi ngược lại nên tâm vô nhiễm thanh tịnh là đi đúng với cửa bồ đề chúng ta cần tu tập nhất là coi trọng tâm vô nhiễm bởi vì chỉ a la hán mới có tâm thanh tịnh nhưng a la hán không phát tâm bồ đề nói cách khác tâm thanh tịnh của a la hán vẫn còn ô nhiễm ô nhiễm thế nào a la hán giúp đỡ chúng sinh giáo hóa chúng sinh thế nhưng nếu chúng sinh không tiếp nhận a la hán liền thoái tâm chúng sinh khó độ quá thôi không độ họ nữa bỏ qua đây là nhiễm ô sự nhiễm ô của a la hán không giống với sự nhiễm ô của chúng ta sự nhiễm ô của chúng ta là sự nhiễm ô rất nghiêm trọng a la hán chỉ chút ít nhưng đủ làm cho tâm bồ đề của họ mất đi Thật không đơn giản Thứ hai An thanh tịnh tâm Vì để nhổ tận gốc khổ não cho chúng sinh Nhất định phải giúp chúng sinh lìa khổ được vui Vô đề Đưa tất cả chúng sinh đến nơi thanh tịnh Đây là bồ đề lúc nào cũng phải tìm cách phá bỏ mọi khổ nạn cho chúng sinh chúng ta phải tận tâm tận lực bây giờ làm tốt công việc đã khó không phải bồ tát không thể làm nổi Vì Bồ Tát có lòng kiên nhẫn Bồ Tát không ngại khổ Không sợ chứng duyên Bởi vì chúng sinh thời nay Không nghe được những lời giáo huấn của Thánh Diện Rất nhiều quan niệm đều lệch lạc nếu họ có khó khăn quý vị đến giúp họ sẽ nghi ngờ tôi với ông không quen biết sao lại đến giúp tôi ông có ý định gì ông muốn gì họ toàn nghĩ như thế thôi không những không cảm ơn mà lại còn cho bạn là người xấu Cho rằng bạn đang sắc tâm Có mục đích đen tối Muốn chiếm đoạt thứ gì đó Quý vị xem còn biết làm gì hơn Bởi thế Thời đại ngày nay Phật Pháp nói độ chúng sinh khó Quá khó Quý vị phải dùng phương cách nào Để chứng minh mình không có ý đồ gì Không có mục đích gì khác Chỉ là đồng tình Nhưng họ không tin quý vị Cho rằng trên thế giới này Làm gì có những người như thế Họ cho rằng nhất định là bạn có ý đồ Có mục đích Muốn chiếm lĩnh thứ gì đó Đây là những chuyện quá thông thường Bạn cho rằng bạn không có ý đồ Không có mục đích Họ cho rằng bạn không được bình thường Họ e ngại bạn đó mới là khó khăn à, bởi thế đại, nên nhà phật nói phật độ người có duyên có duyên là gì là bạn giúp đỡ họ họ hợp tác họ cảm ơn họ làm theo họ được lợi ích Nhưng những người kiểu này thì không nhiều Bởi thế Nghe Kinh Học Phật Nghe rồi sinh tâm hoan hỷ Theo những lời dạy trong Kinh Rồi đi truyền lại Tất cả đều là nhân duyên phước đức thiện căn được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ nếu như đời trước chưa được học thì kiếp này quả thật gặp nhiều khó khăn không thể tiếp thu được họ chỉ nhìn cái lợi trước mắt chúng ta nói chuyện phật bồ tát với họ họ không bao giờ nghe nói về những lợi ích kiếp sau họ cho rằng bạn mê tín đó là những điều tôn giáo ru ngủ và họ lập tức phủ định ngay giáo lý đại thừa nói pháp môn tịnh độ là pháp rất khó tin bây giờ tôi thấy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là pháp khó tin, tịnh độ là pháp khó tin trong những pháp khó tin đó được mấy người tin, nghe rồi có thể tin, có thể tiếp nhận, rồi niệm nam mô a di đà phật để cầu sinh tịnh độ như kinh di đà mô tả đó là người nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nhiều thiện căn phước đức. Là kết quả tu tập trong nhiều đời của kiếp trước. Không phải một kiếp mà là nhiều kiếp. Như trong kinh Kim Cang nói. Một đời hai đời thì không thể có thiện căn phước đức lớn như thế. Ngày nay chúng ta có thể tin tưởng, có thể thực hiện được quyết tâm cầu sinh tịnh độ. Việc này như kinh Kim Cang nói, trong vô lượng kiếp về trước đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên đến đời này mới thành tựu. Thành Phật trong kiếp này Bởi thế gặp những chúng sanh Ta phải đưa tất cả họ đến nơi thanh tịnh An ổn Nếu không khởi tâm Nhổ sạch gốc rễ cái khổ sinh tử Của tất cả chúng sanh Đó là việc làm trái với cửa bồ đề Như phần trước đã trình bày Thấy chúng sinh đau khổ Chúng sanh đang thọ khổ trong luân hồi lục đạo cần phải giúp đỡ họ giúp họ thoát ly sinh tử ra khỏi luân hồi mỗi niệm không được quên tâm niệm này về hành vi cần xem tất cả chúng sanh Liệu họ có thể tiếp nhận không? Nếu họ hợp tác Ta nhất định phải giúp đỡ Nếu không tiếp nhận Thì hãy xem họ thích hợp với pháp môn nào Họ muốn pháp môn nào Thì ta sẽ dạy họ pháp môn đó Họ muốn làm một người giàu có trong đời Bạn nói cho họ những vấn đề liên quan đến nó Họ hoan hỷ sẽ đón nhận ngay Bởi vậy khi giáo hóa chúng sinh Chư Phật Bồ Tát phải dùng các phương tiện quyền xảo Vận dụng trí tuệ Có tám vạn bốn ngàn pháp môn Thế pháp môn nào thích hợp Thì sử dụng pháp môn đó Đầu tiên là để cho mọi người Nhận thức được Phật Pháp Không nhận tức là không ổn Nhất định phải nhận thức Phật là gì Thế nào là Pháp Nội dung Phật dạy là gì Học Phật có ưu điểm gì? Phải làm sáng tỏ những vấn đề trên Khi hiểu rồi Thì họ mới vui vẻ đón nhận Chúng ta là những người Phật tử Và được học Phật Không những phải hiểu rõ Mà còn áp dụng vào trong đời sống hàng ngày Áp dụng vào công việc Áp dụng trong việc ứng xử với mọi người Đưa nó ra Để mọi người học hỏi Giống ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm Khi đã nhận thức được Thì mọi người không còn hoài nghi Nhưng vấn đề ở chỗ Chúng ta không thể buông bỏ Không thể buông bỏ được tự tư tự lợi Tiến thơm lợi dưỡng à, nên Muốn nên... cho những người xung quanh Có thể học hỏi nhất định ta phải có tâm thanh tịnh vô nhiệm không tham danh không tham danh không hám lợi chân thành với người khác người khác đối xử không tốt với mình mình vẫn chân thành với họ thậm chí họ nhục mạ hãm hại mình thì mình vẫn đối đãi cung kính chân thành với họ sao mình phải làm như thế vì ta muốn đến thế giới cực lạc ta muốn học phật phật chính là tấm gương cho ta là điển hình cho ta nếu không học như vậy thì chắc chắn ta sẽ luân hồi trong lục đạo nhưng ở đây ta không muốn luân hồi trong lục đạo nếu muốn trôi lặng trong lục đạo thì cứ dùng tâm luân hồi cũng không sao nhưng ta đang muốn cầu sanh tịnh độ thì không nên dùng tâm luân hồi mà phải dùng tâm bồ đề tâm bồ đề là chân tâm tâm luân hồi là vọng tâm phải phân biệt rõ những vấn đề đó thì họ mới hết hoài nghi lúc đó họ mới giao tiếp yên tâm với bạn biết bạn không phải là người lừa chối làm hại họ cuộc đời này cổ nhân cũng nói rằng không được đem tâm hại người nhưng không thể không có tâm đề phòng người khác bây giờ việc đề phòng đó đã đi quá xa coi tất cả mọi người đều là người xấu đây là do xã hội tạo nên lần đầu ra nước ngoài tôi đến nước mỹ mới hiểu ra hải quan quốc gia này đối xử với mọi người như thế nào mỗi người đều là người xấu phải đem chứng cứ để chứng minh mình là người tốt quý vị thấy có nhiều khê không các bậc cổ đức xưa nay đều dạy chúng ta Hãy xem mọi người là người tốt Không có ai là người xấu cả Người xấu nhất định phải lấy chứng cứ Chứng minh rằng anh ta là người xấu Quý vị, mọi người đều trái ngược Thật đáng thương Cổ nhân coi đây là điều sỉ nhục rất lớn anh làm sao mà đối xử tôi với thái độ như thế cả xã hội bây giờ đều rối loạn chúng ta đã quá rõ muốn làm visa để ra nước ngoài thì phải chứng minh được mình là người tử tế để cảnh sát địa phương cho bạn đi phải chứng minh mình chưa hề phạm pháp chưa phạm tội những chuyện nhiêu khe như vậy vẫn tồn tại sống trong thời đại này hiểu được nỗi khổ chúng sinh trong hiện tại và chúng ta cũng đang là một phần trong đó vậy nên trước hết chúng ta phải tự cứu mình lìa khổ được vui sau đó mới giúp đỡ những người có duyên Phạm những người hiểu được tin được nguyện được có thể thực hiện được đều là những người có duyên nên giúp họ tạo cơ hội cho họ thành công như bản thân mình thế nên nhổ sạch khổ não cho tất cả chúng sinh là việc làm đúng với cửa bồ đề nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sinh đang chịu khổ nạn thực tế chúng sinh khổ nạn ngày nay rất khó độ bởi quan niệm của họ sai lạc trong mắt họ Thế gian này không có người tốt Vì thế Bồ Tát cứu giúp họ Cũng gặp rất nhiều khó khăn Phải vận dụng trí tuệ Phương tiện quyền sản Để thấu hiểu họ Thứ ba Tâm an vui thanh tịnh Nhạo Có nghĩa là yêu thích Là hoan hỷ Muốn cho tất cả chúng sinh chứng quả bồ đề Mong tất cả chúng sinh thoát khổ đó là nội dung câu trên mong tất cả chúng sinh được vui là nội dung câu tiếp theo cần giúp đỡ chúng sinh hai loại người cực kỳ cần giúp đỡ trong xã hội ngày nay một là trẻ em hai là người già trong thời đại ngày nay người già rất đáng thương nên biết rằng ta tuy đang khỏe mạnh nhưng không bao lâu sẽ phải già nếu lúc trẻ không tỉnh thức thì về già sẽ thế nào trong quá khứ con cái có nghĩa vụ phải cung phụng cha mẹ lúc về già có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ lúc lớn tuổi không thể không cung phụng vì cung phụng cha mẹ là báo ân xã hội hiện tại không coi trọng việc này trung quốc học theo các nước khác không còn người cung phụng cha mẹ Các quốc gia 16 tuổi được xem là đủ quyền công dân Tôi cũng có một thời gian khá dài ở Mỹ Thiếu niên 16 tuổi ở quốc gia này đã đủ quyền công dân Có thể nói 16 tuổi là cha mẹ chúng có thể không ràng buộc được chúng rồi Nó muốn đi đâu cứ đi Vì 16 tuổi là tuổi thành niên Khi tôi đang ở Mỹ Trong đạo tràng chúng tôi Có một người Trung Quốc Đến tham dự khóa tu Con của ông này bỏ nhà ra đi Ông đi báo cảnh sát Cảnh sát hỏi ông Con bạn bao lớn 18 18 tuổi mà ông còn quản lý nó ư 16 tuổi Đã không còn chịu sự quản lý của gia đình Đàn này nó đã 18 tuổi đây là xã hội ở Mỹ Trên thực tế Rất nhiều con cái Sau khi bỏ nhà đi Suốt đời không còn gặp lại cha mẹ nữa Cả một năm Tết nhất Nhận được thiệp chúc Tết Họ vui khôn tả Anh xem con cái hay còn nhớ đến tôi Bởi thế, hoàn cảnh người già ở Mỹ rất đáng thương Cha mẹ nào không yêu thương con cái Nhưng tiếc thầy con cái không hiểu được lòng cha mẹ Không hiểu được công ơn dưỡng dục của cha mẹ Người xưa có câu Đến lúc bạn nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ Nhưng người nước ngoài đến lúc nuôi dạy con cái họ vẫn không hiểu được công ơn cha mẹ vì họ không có hệ thống luân lý đạo đức nhân quả đó là tình cảm xã hội ngày nay vì vậy chúng ta có thể đoán ra nguyên nhân biến động của xã hội hiện tại chúng ta cũng thấy được nguyên nhân của những tai họa xảy ra trên địa cầu chúng ta đang sống và chúng ta cũng biết được những phương pháp để phòng tránh như khổ nổi một số người không tin họ không tiếp nhận các nhà khoa học chỉ nghiên cứu trên phương diện vật lý họ không hiểu tâm lý rất ít những nhà khoa học thực sự phát hiện những hiện tượng vật lý là do ý niệm biến hiện ra người am hiểu điều đó cũng không nhiều không phải ai cũng nắm rõ ý niệm là nền tảng của tất cả vật chất vậy nên rất có lý khi phật nói cảnh tùy tâm chuyển vừa có căn cứ khoa học cảnh giới đúng là chuyển biến theo tâm chúng ta giúp đỡ chúng sinh thoát khổ đồng thời giúp họ được vui vừa rồi tôi đã đề cập đến thứ nhất là trẻ em nếu biết giáo dục các bạn trẻ sẽ là nhân tài cho xã hội trong tương lai Khi người trẻ đã giác ngộ Thì xã hội sẽ được cứu vãn Nếu người trẻ vẫn còn mê lầm Thì xã hội đó đã băng hoại Hoàn cảnh người già đáng thương Nuôi dưỡng con cái Nhưng con cái lại bất hiếu không đoái hoài đến cha mẹ thậm chí không ngó ngàng đến cha mẹ ăn ở ra sao những hạng người như thế này thậm chí đang chiếm số đông trong xã hội ngày nay họ ghét bỏ cha mẹ coi thường người lớn tuổi đây là việc làm đại bất hiếu những người này họ không hiểu biết ta nói chuyện với họ họ hoàn toàn không hiểu họ không tiếp thu bởi thế phần đông những người lớn tuổi lúc về già thường đến ở trong những viện dưỡng lão tôi đã có dịp tham quan rất nhiều viện dưỡng lão Trước đây Lúc tôi độ năm 60 tuổi Muốn tìm hiểu những nơi như viện dưỡng lão Hay dạy trẻ Bởi thế Mỗi lần đến một quốc gia nào Nhất định tôi phải đến thăm những nơi Như cơ sở phúc lợi cho người già Hay thăm viện dưỡng lão những năm đầu hệ thống viện dưỡng lão ở mỹ còn tạm được tổ chức khá tốt lúc bấy giờ kinh tế mỹ đang phát triển nhưng nghe những năm gần đây đã bắt đầu tuột dốc công tác dưỡng lão ở các địa phương chắc chỉ có australia là ổn hơn cả nhưng cũng chỉ tạm được về mặt vật chất còn đời sống tinh thần thì hầu như vắng bóng các cụ già ở đó làm gì mỗi ngày ngồi ăn chờ chết tôi nghĩ tinh thần các cụ những nơi như ở viện dưỡng lão không bao giờ cảm thấy thoải mái vì sao vì họ không muốn nói chuyện mỗi ngày ngồi đờ đẫn nơi đó đúng như câu người trung quốc thường nói ngồi ăn chờ chết ở viện dưỡng lão hình như một hai ngày là có người mất ngày nào cũng chứng kiến cảnh này lại nghĩ một ngày không xa sẽ đến lượt mình xoay vòng đến mình quý vị xem tâm lý các cụ nhiều đau khổ nhiều buồn tuổi như thế khi chúng tôi tiếp chuyện các cụ ở viện dưỡng lão chỉ mới chào hỏi thôi các cụ đã hớn hở chúng tôi cũng thăm hỏi việc nuôi dưỡng các cụ họ làm việc này cũng chỉ để kiếm tiền họ xem đây là một ngành kinh doanh không phải vì lòng nhân đạo nó đã bị thương mại hóa liệu có tiết mục nào để giúp vua cho các cụ không họ trả lời có nhưng mỗi tuần một lần hoặc một tháng hai lần họ đưa học sinh của một số trường học đến đây múa hát an ủi người già nhưng rất nhiều các cụ không muốn xem không muốn tiếp xúc nguyên nhân do đâu các tiết mục đó không phù hợp với các cụ không muốn xem bọn nhỏ nhảy múa không muốn xem bọn nhỏ hát họ Đây là hình thức tổ chức của Viện Dưỡng Lão ở Trung Quốc Tôi đã có dịp nói với họ Không những các cụ không muốn xem Mà tôi cũng thế Nghe tôi nói họ ngớ người Vì sao? Thời đại các cụ sống Bạn nên đưa các tiết mục Ca múa ngày xưa Khi các cụ còn trẻ vẫn thường nghe để biểu diễn thì họ bằng lòng ngay Họ nói những bài hát này tôi đã từng nghe và hát từ hồi bé Nhưng sao bây giờ nghe có vẻ lạ quá Nhưng họ không nghĩ Bạn đem những bài hát cũ từ hơn 50 năm trước hát lại cho các cụ nghe Là họ thích nghe Họ muốn nghe đến độ không đi nghe không chịu được nếu bạn chọn thứ nhạc quen thuộc hiện nay họ không thể nghe được rất ghét giống như cách ăn uống nếu mang những thức ăn hợp khẩu vị thì các cụ thích ngay khổ nỗi là không ai chịu nghĩ vì thế công việc này rất quan trọng tôi đã từng nói với họ các bạn theo nghiệp săn sóc người già Đây là gì? Là một việc làm rất to tác Là việc làm của Thánh Thần Họ không hiểu Hỏi lại tôi Sao Thầy lại nói như vậy? Tôi trả lời Nếu ngày thường Người già sinh hoạt không vui vẻ Tâm lý u bút bực bội Quý vị biết chăng Khi chết họ sẽ rơi vào ba đường ác nếu chúng ta tạo cho họ một cuộc sống an lành thoải mái lúc tuổi già mỗi ngày cười nói vui vẻ khi mất họ sẽ được sinh lên các cõi trời hoặc sinh trở lại làm người nói chung bạn đã đưa họ từ địa ngục lên thiên đường đó là việc làm của ai đó là công việc của thượng đế chứ không phải người bình thường có thể làm được. À, là Nếu bạn làm tốt công việc này, giúp đỡ những người già vui vẻ để sau khi chết được sinh lên các cõi trời thì tương lai các bạn sẽ về đâu? Các bạn cũng được sinh lên các cõi trời, làm thiên thần. Quý vị không phải là người phàm. Theo như cách nói nhà Phật thì bạn là Phật, Bồ Tát đây là một công việc rất tuyệt vời quá vĩ đại giúp đỡ người không rơi vào ác đạo quả báo quý vị chắc chắn sẽ thành phật sinh lên cõi trời đây là một công việc rất khó được Quý vị đã có nhân duyên để thực hiện Nên cố gắng làm thật tốt Vì đây là một công việc rất vĩ đại Ít người am hiểu Làm sao để thực hiện cho viên mãn Thật như cổ nhân nói Con hiền cháu thảo Quan trọng nhất là viện trưởng của viện dưỡng lão người này phải chỉ đạo thì mới có thể thực hiện được người lãnh đạo phải là người có hiếu đạo thì những nhân viên thuộc cấp mới noi gương được nếu ông ta không làm mà bắt người khác làm không làm được không thể đạt được hiệu quả ông ta nhất định phải làm gương trong bất cứ một tổ chức nào thì người lãnh đạo là nhân vật quan trọng nhất tất cả thành công hay thất bại nằm trong tay người này như một gia đình già trưởng là nhân vật chủ chốt trong một công ty thì giám đốc là nhân vật chủ chốt trong một khu vực thì người cầm quyền là nhân vật chủ chốt Người xưa có câu Một người có phước thì cả thiên hạ được phước Nhưng quan trọng người đó là ai? Cả nhân người đó là người đứng đầu lãnh đạo Vì vậy, cứu khổ ban vui Chính là Đại Từ Đại Bi Đây chính là Bồ Đề Tâm là tha thọ dụng của bồ đề tâm muốn cho tất cả chúng sinh chứng quả bồ đề nhiếp thọ chúng sinh sanh đến nước này đó là những lời trong tịnh tâm Quý vị phải giúp những chúng sinh này Sinh qua thế giới cực lạc Tại sao? Vì Bồ Đề là nơi thường lạc rốt ráo Mãi mãi an vui Mãi mãi không chịu khổ não Chỉ có thế giới cực lạc Đây là tịnh Tông nói về tâm Bồ Đề nếu không đưa tất cả chúng sinh đến nơi cứu cánh thường lạc tức là trái với tông chỉ bồ đề nếu quý vị không có tâm giáo hóa chúng sinh được an vui tuyệt đối Là quý vị đã làm trái với bồ đề tâm của mình An vui tuyệt đối Đó nhờ vào đâu để có Phải nương vào đại nghĩa môn Đây là một công việc không dễ thực hiện làm sao để có được an lạc tuyệt đối. Nó không có mặt trong thế gian này. Thế gian này trong các kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho chúng ta biết, đây là thế giới đầy rẫy những đau khổ, ba loại khổ đó chính là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ tam giới đều khổ Không có được niềm an lạc đích thực Vậy thì an lạc thật sự nằm ở đâu? Ở thế giới cực lạc Muốn có niềm an lạc thật sự Phải tìm đến Phật a di đà Vì thế trong này đề cập nương vào đâu để có an lạc mãi mãi phải nương vào đại nghĩa môn đại nghĩa môn là quốc độ an lạc của phật di đà người trung quốc nói về nghĩa ý của chữ nghĩa này là hợp tình hợp lý hợp pháp nó không mang nghĩa thông thường là đại nghĩa Mà phải đầy đủ tình lý pháp Đây chính là việc khuyên chúng sinh nên tu tịnh độ Giới thiệu thế giới cực lạc cho tất cả mọi người Đó chính là đại nghĩa Đầu tiên là khiến cho chúng sinh nhận thức được Thế giới cực lạc Khi hiểu rõ thế giới cực lạc Họ sẽ sinh tâm hoan hỷ Họ sẽ tin tưởng chắc chắn Muốn về đó Lúc đó bạn mới dạy cho họ phương pháp Cơ bản nhất Là tụng đọc kinh sách Tụng đọc bằng cách nào? Chuyên đọc tụng một bộ kinh Không được lan man Cũng đừng tham lam đọc nhiều Vì sao? Vì đọc tụng nhiều thứ Thì tâm của bạn sẽ không chuyên nhất Cứ bộ kinh vô lượng thọ Ngày nào cũng tụng Đọc xong lần một đến lần thứ hai Lần hai xong đến lần thứ ba Người xưa nói Đọc sách nhìn lần Tự thấy nghĩa lý của nó Nếu đọc được nghìn lần Thì chắc chắn niềm tin của bạn Không thể thay đổi Bạn sẽ nhất tâm nhất ý Cầu sinh tịnh độ Bạn không còn suy nghĩ đến những việc khác nữa chỉ với tâm niệm kiên quyết này thì khi bạn vừa phát tâm phật a di đà liền biết ngay quả báo giống như bồ tát đại thế chí đã nói hiện tiền hay tương lai nhất định sẽ thấy phật quý vị sẽ thấy phật a di đà sẽ thấy thế giới cực lạc. Liệu có thể không tin sao? Vào thời Đông Tấn, đại sư Huệ Viễn là tổ sư thứ nhất tông Tịnh Độ. Qua những ghi chép về ngài, chúng ta thấy được. Ngài đã ba lần thấy thế giới cực lạc. Thế nhưng ngài chưa hề nói với ai về những chuyện đó. Khi vãng sinh, ngài lại thấy. Lúc này, ngài mới cho mọi người biết và nói Ngài sẽ đi Nhân đó Nói cho mọi người biết Chuyện Ngài đã ba lần thấy thế giới cực lạc rồi Bây giờ thế giới cực lạc lại hiện ra nữa Phật A-di-đà đang đến tiếp dẫn tôi Trong hội tu tịnh độ Cũng rất nhiều người vãng sinh trước Ngài Rất nhiều người đi cùng Phật A-di-đà đến đón Ngài Những người đồng tu hỏi Ngài Hình dáng của thế giới cực lạc ra sao? Ngài đáp Hoàn toàn giống những gì đã được mô tả trong Kinh Phu Lượng Thọ Vậy có điều gì không thật đâu? Việc Đại sư Huệ Viễn Vãng Sinh Là một chứng cứ cho tất cả chúng ta thấy Đây là một sự vãng sinh có thật Không phải vãng sinh mơ hồn. Ba lần trước và lần cuối cùng khi mất Đều được coi là thấy Phật trong hiện tiền Sau khi vãng sinh là tương lai sẽ thấy Phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật vì thế khiến họ nhất tâm chuyên chí nguyện sinh sang nước đó là vì muốn chứng bồ đề vô thượng vậy sớm thành tựu sớm chứng đắc đây không phải là bồ đề bình thường mà là vô thượng bồ đề thành Phật quả vị như lai bằng cách nào bằng nhất tâm chuyên niệm trong câu này nói là nhất tâm chuyên chí nhưng trong kinh này gọi là nhất hướng chuyên niệm chỉ cần mong muốn như vậy còn những mong muốn khác không cần còn mong sinh về thế giới cực lạc ở phương tây và ở luôn bên đó sống một đời sống đơn giản thanh thản buông bỏ tất cả mọi thứ không đi nơi nào khác tâm thái như thế chúng ta phải hỏi liệu họ có sợ thiên tai hay không nếu lúc này có người bảo với anh ta tai nạn sắp xảy ra thì anh ta vẫn điềm nhiên Vì sao? Vì trong lòng anh ta lúc nào cũng muốn sinh về tịnh độ Cho dù tai nạn có đến đi nữa Thì càng đúng lúc Với tai nạn trước mắt Anh ta đã không ngại Không hoảng loạn Cứ như không Vì sao anh ta không sợ Vì trong lòng anh ta chỉ có Phật A-di-đà Phật A-di-đà gia trì Bảo hộ cho anh ta Nếu có cộng nghiệp Thì anh ta vẫn vãng sanh Nếu không có cộng nghiệp Thì anh ta được ở lại Ở lại để làm gì? Ở lại để cứu giúp những chúng sinh khổ nạn anh ta là một vị Bồ Tát Anh ta cần phải cứu giúp chúng sinh Tất cả những gì đã nói Đó là tùy thuận tâm Bồ Đề Và làm trái tâm Bồ Đề Chính là để làm rõ những khác biệt của việc phát tâm phần trước chúng ta đã nói ba thứ trái với tâm bồ đề ba thứ tùy thuận tâm bồ đề để cho chúng ta phân biệt được hai mặt trái và thuận của sự phát tâm phàm những người phát tâm bồ đề để tu tập tịnh nghiệp phải để tâm cứu xét hội là lãnh hội cứu Cứ là tham cứu à, luôn tham luôn kiểm điểm. kiểm điểm tự vấn lòng mình liệu ta đã đi ngược với tâm bồ đề hay chưa? hay là ta đã đi đúng với tâm bồ đề? phần tiếp theo, đừng bao giờ đi trái với tâm bồ đề, làm trái bổ nguyện làm như thế là sai lầm. bạn tự ngăn đường đến cực lạc của mình, tự mình chướng ngại mình vãng sanh. Cả một đời tu Cuối cùng lại rơi vào luân hồi lục đạo Việc này có quan trọng không? Quan trọng Vì sao? Vì ta đang ở đây Bạn hãy thử nhìn xem Rất nhiều người bạn đồng tu của ta Sao họ không thể vãng sinh? Điều này đã hai năm rõ người Tất cả những khởi tâm, động niệm, lời ăn tiếng nói, hành động của họ đều trái với tâm Bồ Đề Đó chính là nguyên nhân để họ không thể vãng sinh Chúng ta không thể không chú ý vấn đề này Chúng ta không thể không biết Nếu ta phạm phải Thì sau này ta cũng sẽ không được vãng sinh Trách sao được người khác Điều này phải tự trách bản thân mình Người khác không ngăn được ta Khi ta niệm Phật cầu vãng sinh Thì không ai có thể ngăn cản được Yêu mà quỷ thần cũng không ngăn được Quán thần trái chủ cũng không ngăn được Vậy ai ngăn được tự ta ngăn ta Đây là điều có thật Tất cả yêu ma, quỷ quái, oán thân trái chủ Đều khiêu khích ta Để ta tự ngăn cản chính mình Nếu ta không tự ngăn mình Thì tất cả những người đó không làm gì được mình Chúng ta không thể không nắm rõ điều này Chúng ta học tâm Bồ Đề đến đây Tiếp theo là phương pháp tu tập Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Kinh Vô Lượng Thọ đã hướng dẫn phương pháp cho chúng ta Trong hai câu Nhất hướng chuyên niệm Một là phương hướng Một là mục tiêu Phương hướng đó là thế giới cực lạc ở phương Tây Mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Thực hiện được hai việc đó là chúng ta đã thành công. Quý vị xem, phát được tâm Bồ đề, có thể nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chắc chắn người này sẽ vãng sinh. Khi sinh sang thế giới cực lạc ở phương Tây chắc chắn sẽ thành phật công đức tròn đầy quyết tâm buông bỏ thế giới này đừng tham nhiễm thì nhất định sẽ thực hiện được di đà yếu giải viết trong tất cả các phương tiện con đường nhanh đến và rốt ráo Không gì hơn niệm Phật Để cầu sanh tịnh độ Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích Tất cả phương tiện là gì? Đó là giáo lý Đại Thư Tám vạn bốn ngàn pháp môn Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn đó Nếu muốn tìm con đường ngắn Đó là gì? Ngôn ngữ ngày nay gọi là không đi đường vòng Đi thẳng Có nghĩa là nhanh nhất đến được viên đốn Không những nhanh nhất Mà còn đường thẳng nhanh nhất Lại còn viên mãn đốn xíu Pháp môn viên đốn Là pháp môn đứng đầu trong giáo lý Đại Thương Đây là pháp môn gì? Không có pháp môn nào sánh được với pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là phương pháp nhanh nhất. Thành tựu được ngay trong kiếp này. Ngã tâm tham trước tự thân. Đây là câu thứ nhất. Vấn đề trong câu này đó là chấp chặt quá Không thể buông bỏ Đây là chứng ngại đầu tiên Của những người niệm Phật Cầu vãng sinh tịnh độ Không thể phủ nhận sự có mặt của thân thể song chúng ta không nên quá chịu chuộng nó đã quá chịu chuộng Chắc chắn sẽ sinh tham đắm Tham đắm hình thức Khi đã tham đắm Đương nhiên tìm mọi cách phục vụ cho thân thể Làm sao để cách ăn uống đi đứng Đều tương thích với cơ thể Để nó được thoải mái Những việc như vậy tất nhiên sẽ phương hại đến đạo nghiệp khi còn tại thế đức thế tôn đã dạy chúng ta không phải ngài không biết quý trọng thân thể mình nhưng thần đó phải chịu vất vả để học tập để giáo hóa chúng sinh sau khi diệt độ để dẫn dắt những đệ tử sau này phật đã dạy lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy nếu không trì giới không chịu khổ thì quý vị không cách nào thoát khỏi luân hồi lục đạo Nghĩ như thế là sai lầm Cách nghĩ như thế Trong Phật giáo gọi là tâm luân hồi Tất cả những gì tâm luân hồi tạo ra Gọi là nghiệp luân hồi Quý vị học Phật Làm việc thiện Đó gọi là Nghiệp thiện của luân hồi Quả báo là sinh vào cõi trời người vẫn không ra khỏi luân hồi lục đạo Không thể vãng sanh tịnh độ Điều này chúng ta phải nắm rõ Vậy chúng ta nên cư dưỡng tấm thân này hay không? Không Cách nghĩ như thế cũng không đúng Mà phải nên nuôi dưỡng nó đúng lý Đúng Pháp Giáo lý Đại Thừa cho biết Vạn Pháp duy tâm Tất cả mọi hiện tượng Đều do tâm tạo Thân thể là do tâm hiện thức biến cách nuôi dưỡng nó đó là cách dưỡng sinh theo như cách nói ngày nay muốn dưỡng sinh thì trước hết phải biết dưỡng tâm vì sao vì thân thể sẽ chuyển biến theo tâm tư không một thứ gì có thể sánh bằng một tinh thần khỏe mạnh khi tinh thần thoải mái thì làm gì có chuyện thân thể không mạnh khỏe làm gì có chuyện đó Tinh thần không thoải mái Mà mong một thân thể khỏe mạnh Là điều không thể Người học Kinh Đại Thừa Phải nắm được tất cả những vấn đề này Tinh thần mạnh khỏe là gì? Đó là tâm thanh tịnh Tâm không phiền não Không có tạp niệm không ưu tư Không sợ hãi Tâm địa thanh tịnh Tâm địa bình đẳng Giác ngộ không mê lầm Tâm như thế là tâm mạnh khỏe nhất Tâm mạnh khỏe sẽ kéo theo thân thể mạnh khỏe Cho dù thân chỉ là hiện tượng vật chất Nhưng nền tảng của hiện tượng vật chất là tâm niệm vì thế, một tâm niệm tốt thì dù cho thân thể đang nhiễm những độc tố đi nữa, thì nó vẫn có thể khôi phục như ban đầu. Khôi phục như ban đầu chính là khỏe mạnh. Bởi thế, nhà Phật gọi là tu tâm. Bỏ ác làm lành. Thì bạn kháng cự được Tất cả những độc tố Cải tà quy chánh Thì dù có độc tố Nó vẫn khôi phục trở lại bình thường Cải ác tu thiện Tâm niệm đứng đắn Trạng thái tâm lý tốt nhất Thân tâm mạnh khỏe không thể không biết vấn đề này Bởi thế Tham đắm thân thể là một sai lầm Kiểu cưng dưỡng nào cũng không đúng Thân tâm lúc đó trở thành bệnh tật Thứ hai Không an tâm cho chúng sanh suy nghĩ như vậy cũng không tốt cần có sự hài hòa an ổn cho tất cả mọi người trong xã hội khi xã hội phát sinh những xung đột thì những cư dân trong đó sẽ có cảm giác bất an đây là một xã hội không lành mạnh mọi người có sự lo lắng phiền não sợ hãi bất an thì những người đó không lành mạnh ta đang khỏe mạnh người tu học theo giáo lý đại thừa vẫn lành mạnh ta có cần lo lắng cho một xã hội và con người không lành mạnh không có cần giúp đỡ họ trở lại an toàn rất nên tại sao vì tâm từ bi chúng sinh cùng một thể với ta Nếu ta chỉ lo trên thân thể của ta, không quan tâm đến tất cả mọi người, không ngó ngàng đến xã hội. Một người như thế cho dù có niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Vì sao? Vì họ không có tâm từ bi. Bởi thế, người có tâm từ bi là khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn nhất định họ liền chìa tay cứu giúp chúng ta là những người học phật mỗi ngày đều giảng kinh dạy học niệm phật cầu sinh tịnh độn